Năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận thanh tra, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án nhằm để khơi thông các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự nỗ lực vượt bậc và linh hoạt các giải pháp, ngành Tài nguyên Môi trường thành phố vẫn triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân thành phố giao và nhiệm vụ chính trị của ngành. Một trong những kết quả nổi bật đó là công tác cải cách hành chính, hoàn thành nâng cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 20 thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành tăng 7 bậc so với năm 2020 và xếp vị trí thứ 6 trong 15 sở ngành của thành phố. Công tác quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản được chú trọng, góp phần giúp Đà Nẵng lần thứ 2 vinh dự nhận giải thưởng thành phố thông minh nhất Việt Nam năm 2021 và giải thưởng thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá rất cao những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm qua và cho rằng đây sẽ là động lực để ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Thời gian tới thì đề nghị sở tăng cường nữa trong công tác phối hợp, chủ động đề xuất Ủy ban thành phố để kịp thời thực hiện nhiệm vụ trong của ngành. Chú trọng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề của năm 2022 như người biết đấy là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế xã hội. Với nội dung này, tôi nghĩ ngành Tài nguyên Môi trường chúng ta có vị trí rất là quan trọng để góp phần cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt cái mục tiêu đề ra. Nội dung thứ ba thì rất là mong các đồng chí tập trung chỉ đạo việc kết luận thanh tra kiểm toán các bản án có hiệu lực, đẩy mạnh cái việc tháo gỡ khó khăn các dự án nhằm để chúng ta khơi thông được nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai. Theo kế hoạch, năm 2022, ngành Tài nguyên Môi trường thành phố sẽ tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030, triển khai nhà máy xử lý chất thải rắn quy mô 1.000 tấn, tháo gỡ vướng mắc các dự án, nhất là những dự án có quy mô lớn, v.v.